qua mỹ phẩm mà thôi. Tại sao quý thính giả thấy mình xài mỹ phẩm là mới đầu mình xài rất là đẹp, khoảng 1-2 tuần sau hoặc 1-2 tháng sau, thính giả nói tôi không có xài cái hiệu được nữa, nó hết thấm rồi, tôi phải đi mua cái khác, đổi. Đúng không? Đổi rất là nhiều hãng mỹ phẩm là bởi vì thứ nhất là mình không có kiên nhẫn, mình nóng ruột cái làn da của mình. Quý thính giả không có kiên nhẫn, đa số không kiên nhẫn, vừa nóng ruột cái làn da, vừa thấy nóng ruột cái nám, rồi giống như là quá nóng ruột cứ thay đổi thường. Thì một phần nữa là mỹ phẩm thì nó không có thấm thấu vào tất cả các lớp da mình được, thành ra mình xài mỹ phẩm chỉ là tạm thời thôi. Hoặc là quý vị đi bắn laser thì đẹp lúc đó, nhưng mà trong máu của mình, trong tế bào da của mình nó tiết ra những cái chất bẩn, những cái chất dơ, thì có bắn bên ngoài đi nữa, như vậy mặc cái áo, đúng không? Thì nó chỉ thay cái lớp ngoài thôi, nó không thể nào được trong cái làn da mình hết. Rồi hoặc là quý vị có thể đi lột da mặt, đi căng da mặt, nhưng mà mình đi căng da mặt nó căng đẹp hồi đó, vài năm sau phải đi căng lại. Còn mình uống thuốc mà nó làm cái da mặt mình tươi căng mịn thì nó là vĩnh viễn, từ trong cơ thể mình nó làm ra. Hoặc là quý vị bị nám, quý vị đi lột, mình lột nó, quý thính giả, thường thường như rất là nhiều người, người ta lột một thời gian 3 tháng đầu rất là đẹp, nhưng mà sau 3 tháng thì nó lại đau vào đấy. Thì người ta tiếc cái lúc đẹp trước và người ta đi lột tiếp. Thì qua nhiều lần quý thính giả lột đó, thì cái làn da mình nó bị yếu đi, nó mất cái sức đề kháng, và khi đó mình xài mỹ phẩm nó không còn tác dụng được nữa. Và thậm chí rằng nó bị phản ứng phụ. Thành ra quý vị nên nhớ rằng là mỹ phẩm là tạm thời thôi. Hoặc là đi chích, có nhiều người, Trâm Anh biết là các diễn viên nổi tiếng đó, người ta đi chích mỹ phẩm, người ta đi chích cái collagen vào trong cái da, chích chỗ nào nó đẹp chỗ đó, chích chỗ nào nó thấm chỗ đó, chứ nó không thấm cả cái cơ thể mình, không thấm cả cái làn da của mình. Còn thuốc mình uống đó thì mình thấm cả cái làn da của mình. Và đặc biệt nữa đó thì nó làm, khi nó tác dụng được trong người mình thì nó làm đủ collagen, thì các khớp xương của mình có đủ chất nhờn, da mình tươi, tóc mình nó lại mượt hơn, dày hơn và không bị gãy ngang nữa. Thì collagen là một phần rất là quan trọng. Quý thính giả có thể lên cái website của công ty là www.collagendrink.net để mà nghiên cứu về các thành phần ở trong cái sản phẩm này bằng tiếng Việt. Nếu quý vị muốn đặt mua sản phẩm Todd này thì xin quý vị gọi vào văn phòng số điện thoại 1888-933-7624, 1888-933-7624. Riêng các bạn trẻ, nếu các bạn có thời gian, các bạn có thể tham gia vào trang nhà tại địa chỉ www.collagendrink.net. Trâm Anh sẽ trở lại sau phần quảng cáo. Xin cảm ơn quý vị. Để có được làn da mịn màng và tươi sáng, các vết nám và nhăn hoàn toàn biến mất, xin hãy uống Thai Collagen, một loại tinh chất đến từ Nhật Bản do công ty Forever Beaumont Cosmetics giới thiệu, sẽ phục hồi các làn da bị lão hóa, giúp tóc mọc dày thêm, các chứng đau nhức mặt tính vì tuổi tác sẽ không còn nữa. Nghiên cứu cho thấy phương pháp mới giúp collagen thẩm thấu vào da và thấm sâu vào trong cơ thể, chứ không như các mỹ phẩm khác chỉ có tác dụng bên ngoài. Thai Collagen là sản phẩm độc quyền của công ty Nhật Bản. Đặc biệt mua 3 hộp tặng 1 bộ kem tẩy tế bào da chết tái tạo làn da mới, mua 6 hộp tặng 1 hộp và bộ kem. Hãy gọi ngay 1-888-933-7624 hoặc 1-888-9-DẸP-MÃI. Ngoài nước Mỹ xin gọi 650-756-6786 hoặc vào website collagendrink.net. Nhận Visa và Mastercard, cần đại lý trên toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Để có được làn da mịn màng và tươi sáng, các vết nám và nhăn hoàn toàn biến mất, xin hãy uống Thai Collagen, một loại tinh chất đến từ Nhật Bản do công ty Forever Beaumont Cosmetics giới thiệu, sẽ phục hồi các làn da bị lão hóa, giúp tóc mọc dày thêm, các chứng đau nhức mặt tính vì tuổi tác sẽ không còn nữa. Nghiên cứu cho thấy phương pháp mới giúp collagen thẩm thấu vào da và thấm sâu vào trong cơ thể, chứ không như các mỹ phẩm khác chỉ có tác dụng bên ngoài. Thai Collagen là sản phẩm độc quyền của công ty Nhật Bản.
Đặc biệt mua 3 hộp tặng 1 bộ kem tẩy tế bào da chết tái tạo làn da mới, mua 6 hộp tặng 1 hộp và bộ kem. Hãy gọi ngay 1-888-933-7624 hoặc 1-888-9-DẹpMãi. Ngoài nước Mỹ xin gọi 650-756-6786 hoặc vào website collagenstream.net. Nhận Visa và Mastercard, cần đại lý trên toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Trâm Anh xin cảm ơn quý vị đã trở lại cái chương trình mà Trâm Anh đang giới thiệu về sản phẩm Thoát của công ty Nhật. Trâm Anh cũng xin hỏi thêm với chị Ngọc Nhi là thường á, mình dùng một cái sản phẩm giống như kem đi, mình bôi lên mặt một tuần, có người á, họ bị mụn, nó nổi nhiều hơn, có người thì họ bị ngứa. Thì chị có thể nói cho em là khi mà mình uống sản phẩm này thì mình bị có bị cái phản ứng phụ nào không thưa chị? Yes, câu hỏi của em rất là hay. Cũng rất là nhiều người họ ngại cái đó. Thì em như em biết là một khi một cái sản phẩm thuốc nào mà ra thị trường thì các nhà nghiên cứu họ nghiên cứu rất là kỹ về cái side effect, có nghĩa là về cái tỷ lệ phản ứng phụ. Nhất là thuốc của Nhật mà đưa vào thị trường Mỹ thì Kim Anh nghĩ người Mỹ họ kiểm tra FDA, họ kiểm tra khó vô cùng. Thì hiện giờ họ không thấy cái side effect và họ đã có một cái giấy chứng nhận cho công ty là đã kiểm nghiệm. Cái đến nữa đó rằng phản ứng thì chị chưa thấy. Nhưng mà về cái cơ thể mỗi người mỗi khác, ví dụ như có người thì người ta uống một hộp người ta chịu, có người thì đến 2-3 hộp, có người thì tới 5-6 hộp. Vì cơ thể mỗi người, quý vị thính giả biết rằng là mỗi cái cơ thể một người là cái sự tiếp nhận thuốc nó khác nhau. Người thì bị nặng, người thì bị nhẹ, người nám nhiều, người nám ít, người lão hóa nhiều, người lão hóa ít, thành ra rất là khó để mà nói rằng là bao nhiêu để mà đủ. Có người thì một hộp là họ gọi vào đài, họ cảm ơn vô cùng. Có người thì 4-5 hộp, có người thì 3 hộp. Nhưng mà nó tóm lại là cái thành phần tiếp thu thuốc của mỗi người, cơ thể mỗi người mỗi khác nhau. Mà side effect thì không có, nhưng mà có một số người người ta bị dị ứng với đồ biển. Trong này nó có chất albinoprotein, là nó chiết xuất từ cái sụn, từ cái chất thành phần của con cá hồi. Rồi nó có chất sụn cá mập, mình xài mỹ phẩm hay là mình có một cái gì để mà giữ cái vẻ đẹp cho mình thì rất là quan trọng. Đa số đó phụ nữ quan trọng nhất là cái làn da. Mà cái làn da mình mà không biết bảo vệ đúng cách hay là không giữ nó được tươi trẻ thì nhìn mình rất là mau già. Dù rằng cái tuổi đời không có già, có nhiều người rất là lớn tuổi mà Ngọc Nhi đi ngoài được mình phải ngoái lại nhìn, bởi vì cái làn da quá đẹp. Cũng có nhiều người rất là trẻ mà không biết giữ cái làn da thì cái làn da bị lão quá, thấy rất là bị thô. Mà hạnh phúc gia đình quan trọng nhất là cái vẻ đẹp bên ngoài của người phụ nữ. Có nhiều khi mình đi ra ngoài đường với lại bạn trai hoặc là gia đình ông xã thì thấy là sớm nhìn cái cô nhìn hoài tức trong bụng ấm ức lắm, thì ra là cái làn da cô kia đẹp, nhìn thấy cái sự hấp dẫn rất là rõ ràng. Mà tiền bạc quý vị có thể làm được, nhưng mà sắc đẹp và tuổi trẻ là không bao giờ mua được cái tuổi trẻ. Cái sự thanh xuân, cái tươi trẻ của mình. Mà bây giờ thì Nhật họ đã bào chế được một cái loại thuốc để mà giữ cái tuổi trẻ cho mình, làm tươi cái làn da mình, phục hồi cái làn da mình lại, cho mình trẻ lại hàng chục tuổi. Thì tại sao mình không cố gắng mình dùng, mình lợi dụng cái này để giữ hạnh phúc cho mình? Thật sự là không có mắc. Quý vị thấy có nhiều quý vị là người ta uống yến đó. Chị Liễu thấy người ta uống yến không chị Liễu? Chị đang uống yến. Uống yến nè. Mà yến nó chỉ làm cho mát da thôi. Ngày xưa chị uống rất là nhiều, em thấy chị cũng da thì cũng đâu có được cũng giống như ý muốn đâu, đúng không? Uống yến nè thì nó chỉ làm mát da thôi. Trong yến nó không có những chất làm săn chắc da của mình. Cái thuốc này là những người mà bị cái mặt bị nọng xuống đó, bị nọng càm hoặc là mắt bị bụp hoặc là hai cái gò má bị nọng, phải không chị? Sẽ xuống. Như chị Liễu mình thấy đó là rõ ràng mình thấy chị khác. Cái lúc mà chị gọi cho mình xong thì mấy ngày sau mình gặp chị, tại mình thích quá đi muốn gặp có cái người này sao. Thì mình thấy là chị Liễu khác rất là nhiều ngày xưa, mặt thon gọn hơn. Tại trong này á, trong quý vị có thể lên website của công ty để mà tìm hiểu là nghiên cứu trong chất thuốc này có những cái chất làm không có bị gọi là không có bị mỡ trong máu, không bị cholesterol và làm săn chắc da, liếp cái mặt mình săn gọn lên. Những cái mỡ dưới mí mắt, mắt bụp nó sẽ săn lại liếp lên, cộng với làm trẻ hóa làn da, tươi làn da của mình. Thì Ngọc Nhi nghĩ đó rằng là quý vị cứ thử để coi là cái sản phẩm này nó thật sự có đem lại cái sự tươi trẻ cho quý vị hay là không. Thì có những cái không mua được bằng tiền,